Hello, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình, channel Voi Tặc Dinh Mi của mình. Ok, thì hồi nãy buổi sáng giờ mình cũng đã up được hai cái clip rồi. Một cái là đại chiến vượt ải bắt 11, cũng như là một cái clip kia là clip đánh phó bạn gặp cái con cá nóc. Tổng cộng là hai clip. Thì đây là clip thứ ba của mình. Mình sẽ test tướng. Lúc trước bình thường thì cứ sáng sớm là mình làm clip đầu tiên là test tướng, nhưng mà hôm nay mình sẽ test tướng clip thứ ba. Hay đặc biệt đúng không? Đây, thì mong các bạn cập nhật video đầy đủ mình, cũng xem ủng hộ mình luôn. Sáng giờ cũng ba cái rồi, mệt rồi, sáng giờ mình làm ba cái cũng khá mệt, chưa có ăn uống gì hết, mệt quá. Thôi thì giờ mình sẽ test tướng. Trong cái kho tướng của mình có, mình lúc mình vừa mới vào thì có ba con tướng lạ, đó là con này là con thứ nhất, con này là con thứ hai và con này là con thứ ba. Thì con này mình cũng test rồi, con này là cú đấm sóng thần, đồng nghiệp của mình Yushidashi ấy. Còn đây là con Buget, nhà vô địch trong băng rau đen, mình cũng test rồi. Còn bây giờ mình test cái ông này. Ông này là ông lạ, con tướng lạ trong thứ ba trong cái kho của mình, cho nên giờ mình sẽ test luôn để coi skill thế nào. Tướng lạ mà không biết sức mạnh nó có kỳ lạ hay là nó mới lạ hay không. Thì nhìn sơ qua hình dạng thì cũng khá đô con, khá giống ông này nè, nhưng mà ông này đô con hơn. Ông này ông tướng bèo quá nên ông mới cởi áo cũng khoe thân thể ra, còn ông này hơi ốm cho nên ông không dám khoe. Mặc đồ cũng khá giống võ sĩ gì đó bạn, tóc tai thì đang bay phất phới đó. Nè, nếu bạn nhìn kỹ mới thấy tóc của ông, cái tóc ở màu đen nó đi, nó bị hòa với cái màn hình nền rồi. Đấy, mặt mày cũng khá là hung hăng hung dữ đi. Mình cũng chả biết hay làm gì, hay là lại thêm một đồng nghiệp của mình đi cứu Shidoshi nữa không biết. Rồi, trên áo cũng có một cái ký hiệu giống như cái mỏ lết hay cờ lê vậy. Chắc là thanh niên này định làm nghề sửa xe. Rồi, hiện tại tên mình không có biết, ông này mình cũng chưa qua quanh bi, mình cũng chả biết. Nên tạm thời cứ đặt là gọi con tướng lạ đi. Đó. Trong đây cái dòng mà nổi trội nhất là cái dòng mà đánh bằng tuyệt chiêu, cho nên mình nghĩ chắc ông đánh nhẫn. Mình sẽ đeo thử một cái nhẫn vào cho ông ta đấy, để xem thử rồi tí ông đánh đấm thế nào. Giờ mình sẽ vào phó bạn nha. Phó bạn mình đang đi là phó bạn 100B 105 Berona giờ. Ui, nhìn giống như một cái sân vườn này, sân đá banh, sân đá tennis gì đó. Berona vợ có mắt diêu hâu phải không các bạn? Rồi, nhân vật tiếp theo mình đánh slide đây. Một con trâu, phải con trâu không biết. Đây là anh hà mã chứ, đúng rồi, hà mã chứ không phải trâu. Đánh nó thì cũng có thể được cái dù ấy, bữa giờ mình không biết trả được cái dù nữa. Thôi giờ mình sẽ vào mình test phó bản, cũng như là test công tướng này nha, coi skill thế nào chứ. Các bạn xem clip của mình nhé, ủng hộ mình nhé. Rồi ok, giờ mình sẽ vào test công đó để coi bao nhiêu năm sửa xe sao mà có cái ký hiệu cờ lết mỏ le trước bụng á, để coi anh sức chiêu là gì. Chắc chỉ kêu đầu là anh tung ra cái bánh xe, anh lăng lăng như một vị thần. Là chiêu đầu sẽ là gì đây? Cú đấm ngàn cân hả? Tóc xà. Rồi cú đấm gì các bạn ơi, nếu bạn quan sát kỹ thì cú đấm của anh ta đang mọc to ra, nhưng mà các bạn vô đây thì giờ mình mới quan sát được cái mái tóc của ông ta là một cái mái tóc quái thú gì á, nó xoăn xoăn nữa mới đau quá chứ. Ui, đúng là kỳ lạ đi à. Thôi giờ mình sẽ đến với chiêu nọ. Chiêu nọ là gì? Dục xe đúng không? Quẹo. Cú đấm lửa. Hình như cái đó là cái dùng để hàng xe. Đúng rồi. Thế thì mình có thể xác định chắc chắn là thanh niên này làm nghề sửa xe rồi. Quá là chính xác. Rồi mình sẽ giới thiệu về chiêu đầu cho các bạn biết, là các bạn sẽ biết ngay chiêu gì nè. Đừng có nọ nha, anh không thích có nọ. Đây, cú đấm quả tạ. Cú đấm haki bằng haki vũ trang. Cú đấm đó là những cái cú đấm mà giống như đi sửa xe, những dùng những cái cục sắt đó các bạn. Đây là cú đấm hàng xe nè. Sút chiêu ai? Chọt. những cái ngón tay anh mọc ra những cái tia lửa, sau đó anh chọt người ta. Cái ngón tay đó thì công dụng là để mỗi lần mà hàng đồ các bạn thì chích lửa lên rồi hàng, chích vô cái hàng. Quá tuyệt vời. Chạy vậy? Bây giờ mình đã xác định rõ ràng anh này đúng là làm nghề sửa xe rồi. Hèn chi là trên bụng có cái hiệu cái mỏ lết hay cái cờ lê. Ui rồi, ngon ấy. Cái việc chiêu đầu cú đấm xoay nữa, chứ khi đấm anh phải lấy đà anh xoay nữa. Đây ông này nè, chuẩn bị cú đấm hàng xe. Tiếp theo là cú đấm hàng xe. Chu. Cú chọt, cái đó gọi là cú chọt. Sau khi đánh xong hồi 35 nọ nha các bạn. Thanh niên này cũng khá, đúng là con tướng lạ thì đúng là skill mới lạ đấy. Skill cũng khá đẹp. Đúng là cái đó là gì? Nhất kim chỉ hả? Nhất kim chỉ. Trò. Rồi cú đấm khủng khiếp luôn á.
Sau khi anh đông cứng cái tay của mình thành một cú đấm sắt bằng haki vũ trang thì anh đấm người ta vỡ mặt. Nhưng mà thanh niên kia có mang bộ giáp rồi cho nên chắc cũng không xi nhê. Rồi tia tia sáng hàng đồ. Chu chu. Ui ghê. Khá mạnh các bạn. Mình cũng ăn nhận cho nó rồi đấy, nhưng mà trong này đánh thì cũng khá yếu thôi. Thanh niên này thanh niên hệ số cũng yếu cho nên mình cũng mang nhận nó đi, đánh cho nó ngon ngon chút, nhìn cho đã mắt. Chu chu. À, chọt cái là banh sát liền. Quá ghê. Này lửa không biết bao nhiêu ngàn độ C mà anh hàng đồ đó các bạn, cho nên khá là mạnh, khá là nóng. Khi nhà đối phương bị tan chảy luôn. Ăn đấm cho con, sau lúc nào mình đấm cũng trúng cái thằng giáp sắt nữa trời. Đấm nó không có xi nhê gì hết. Chu. Rồi có nọ rồi. Tiếp theo là nhất kim chị và cú chọt hàng đồ. Cú chọt hàng 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 độ C. Chu chu. Ui ghê rồi chết. Anh chọt. Chu chu chọt ở đó gì đột kích nè, đánh lòng thanh niên đánh đột kích. Dạ lấy tôi vô chơi nha. Tiếp theo là cú đấm quả tạ nha các bạn. Cú đấm quả tạ, cú đấm này chỉ nặng khoảng là vài chục ký thôi, cũng chả gì hay ho đâu. Chọt tao hả con, thấy chưa? Anh ấy phải lấy đà rồi xoay xoay cái tay trước cho cái sức mạnh nó tập trung về cánh tay rồi nó mới đấm được. Cái cú đấm này chắc là mỗi lần mà sửa xe không được hay là sao anh điên lên, anh gồng haki lên anh đấm người ta. Ui chết luôn ghê. Mỗi lần sửa xe không được á, anh đấm nát xe ta luôn, đấm nát xe dùng cú đấm nó mới đấm nát được thôi. Cái đấm thường là đau tay lắm. À mình sẽ kết thúc lẹ nha, đây là mình đến với cái con boss là cái con hà mã hippo gì đấy. Vô đi làm gì mà đơ đơ vậy, mới sáng sớm mà sao mạng lắc thế à? Chua sao toàn giáp sắt không vậy ta, làm mình đấm nó chả xi nhê gì cả, nó mang bộ giáp trong người ghê. Anh đen này cũng là tướng khá là khỏe bạn, nhìn cái mái tóc rồi mình thấy ngáo ngáo sao á, mái tóc nó xoăn xoăn như cái gì á, với lại nó uốn uốn, nó lượn lượn, nó bay bay, nó nhìn ngáo. Áo tràng cũng phất phơ ghê lắm. À, anh sẽ chích cho em cháy thành than luôn à. Chu chu. Hay à, đúng là cú chích liên hoàn, đó là cú chích cái đó mà chích khoảng 10 cái hả? Chắc vui các bạn. Cái chiêu đó mà xuất ra chích 10 cái đó, hết clip luôn. Chiêu 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 chích liên tục, chích liên hoàn rồi đó. Ê, trả mặt lan. Thua. Cái thì thua, tụi mày chỉ đủ chạy ngứa tao thôi chứ làm gì? Làm gì? Đấm là đấm hàng dọc và có thể xác suất khiến cho mục tiêu bị không thể tích, không thể dùng kỹ năng nọ. Thì chiêu đó là chiêu hóa đá, người ta gọi là hóa đá. Đơ luôn, hóa đá luôn, đơ người luôn. Là chiêu chích nè, chiêu nhất viên chỉ chích cháy thành than, thành than, thành than. Ui, cũng khá là đẹp, nhìn thì cũng khá là đẹp đấy, nhưng mà nếu mà đồ họa thêm lửa đồ nữa chắc là sẽ đẹp hơn nữa. Rồi chúng ta nên tôn trọng những cái gì mà người ta đã tạo ra rồi. Ok, AD game là tạo ra cái chiêu đó cũng khá hay rồi, hay rồi đấy, khá hay. Rồi có nọ đây, mình sẽ kết thúc cái con này trong vòng tuyệt chiêu đốt cháy của mình, kết thúc đi. Chém cái gì nữa chứ, cái chết còn chém nữa, chém chém cú đó mà chích vô người cháy người luôn. Rồi ok, mình sẽ đến với con boss của cái cụm phó bạn này là con hà mã. Hà mã sống dưới nước cho nên nó đối kháng với lửa của mình thì cũng khá là ghê. Anh mang theo một cái khiên khá nhỏ bé, không đủ để che cái đầu của anh nữa, mà anh đâu che cái gì. Như một cái kiếm đã rỉ sét. Thuộc anh thuộc cái dòng dõi hà mã gì mà sao ngáo đó nhỉ? Hà mã người ta màu gì, con này màu màu đen xì luôn. Hay là anh thuộc hà mã bên làm công việc bên mỏ than. Ui anh có cả râu nữa. Vô đây mình mới nhìn được cái râu của anh á. Các bạn nhìn kỹ con hà mã là các bạn sẽ thấy râu nha. Rồi thì chiêu đầu của bình thường là cũng chém thôi chứ làm cái gì. Để mình coi thử coi giờ mình sẽ chích cái chiêu lửa anh ấy có dùng khiên để đỡ nổi không nha. Đỡ đi nha, không là cháy thành than á. Anh đã đen như than rồi, mình đốt cái thành than. Đốt cái thành than rồi cháy luôn rồi. Sao chiêu đầu nó mạnh dữ ta? Ui khủng khiếp á. Con bé con hà mã chưa kịp xuất chiêu gì nữa. Cái khiên của anh nó quá nhỏ bé, không đủ che chắn cho anh. Anh phải hy sinh cuộc đời tại đây. Ui, thật là đáng tiếc cho những cái động vật nguy hiểm. Đó là cái động vật nguy hiểm đấy các bạn, mình chưa bao giờ thấy con hà mã nào mà đen xì vậy. Cực hiếm, được xếp vào và sách đỏ những động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, và mình cũng đã làm nó tuyệt chủng luôn rồi. Rồi tụi mày leo lắm, tụi mày dám chém tao, chém tao, chém tao. Ôi thì chiêu đầu khá mạnh, bây giờ mình mới quan sát đó nha. Lúc mà cái chích đợt đầu là khá mạnh, còn chích đợt sau thì cũng hơi yếu, nhưng mà cái chích đợt đầu là mạnh khủng khiếp luôn.
Rồi ok, quyết. Chưa có nọ nữa hả? Chưa có nọ nữa hả? Ui vẫn không chết. Rồi quyết, được rồi. Ok man. Vậy là mình đã win cái con hà mã này rồi. Giờ mình sẽ đơn nhận nhiệm vụ. Là kết thúc clip thôi. Thế thôi. Mà ơi, mình chưa ăn sáng hết là bây giờ mình cảm thấy tinh thần nó ẻ oải. Cháu không tinh thần bình luận hết. Cho nên mình cũng chuẩn bị đi ăn sáng đây. Sáng giờ mình tranh thủ làm clip cho các bạn mà chưa ăn sáng luôn. À bởi vậy mong các bạn xem clip của mình ba cái, sáng giờ cũng ba cái rồi. Cái này là test tướng, test cái ông đó, cái thứ hai là test đại diện vật ải bắt 11, còn cái kia là cái đi phó bạn gặp con cá nóc. Ok, mong là các bạn cập nhật đầy đủ video mà xem cũng như là ủng hộ, like, share, subscribe, đăng ký kênh và kích vào quảng cáo nhiều nhiều ủng hộ mình. Rồi ok, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một buổi sáng thật là tuyệt vời luôn.